chúng ta không cần thiết là phải đợi đến lúc chúng ta đau đớn rồi mới thay đổi. Chúng ta có thể đẹp trước và chúng ta tận hưởng được tất cả những cái điều tuyệt vời ở phía trước. Chỉ là nhìn vào gương thôi và tự nghĩ là tại sao mình không biết như mọi người. Nếu như mà mình có một cái nhan sắc đó giống như mọi người thôi. Đó là cuộc đời thì không có sự công bằng. Bởi vì chính vì nó không có sự công bằng cho nên phẫu thuật thẩm mỹ đã được sáng tạo, đã được đẻ ra để giúp cho những người phụ nữ xấu có thể ba lần lại với những người phụ nữ đẹp. Nhưng theo tôi thì tôi chọn vẹn trong con người của mình. Tôi rất là tự tin và tôi cảm thấy mình rất là quyến rũ. I am beautiful no matter what they say. Words can't bring me down.